thi đấu trước thì còn có cửa thắng do Dũng Con đánh quá hay và anh cầm Maxe là một loại quân có thể đột biến. Và trận thi đấu này tôi đố các cầu thủ phía Team Thái Bình có thể thắng được khi mà Dũng Con đang tìm vãi quả muộn. Đội bạn có một AC một pơ và một AC hai AC một pơ và một Summerian. Như vậy là chấm hết. Và trận thi đấu này Persian tiếp tục là nhà của cầu thủ Meo Meo. Ngày hôm nay tôi thấy chưa có trận nào các cầu thủ phía Team Thái Bình quân đẹp hơn hẳn. Lúc nào quân cũng là 1-10 và 1-3, còn không thì là ngang phèo. Đây là màn hình máy Dũng Con cầm Greg trong cánh, Tom Grui cầm Egypt đầu cánh. Như vậy là sẽ gặp Per trong trận đấu này, nhiều khả năng là như thế. Đây là Gunny cầm Katarian ở trong cánh. Còn đây là Việt M cầm Phô sở trường. Và nhiều khả năng anh sẽ lại phải thi đấu với ACDN ở đầu cánh bên này. Tôi nghĩ là như vậy. Và có lẽ chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với màn hình máy game thủ Hưng Nhổn. Hưng Nhổn đã đổi màu cho Tôm. Và trận đấu này Hưng Nhổn được cầm Katarian sẽ rất khó chịu khi mà Pimeran, Katarian không có đồ lùa về ngoài con voi. Và anh vẫn đang cố dặn ra được một bãi quả phụ nữa, nhưng bãi quả phụ đó ở đâu? Đấy là điều quan trọng. Không biết bãi quả phụ ở đâu thì sẽ không đánh được. Con voi vẫn đang được về nhà chính nhà mình cách rất tốt. Vàng cũng đã bắt đầu thấy gỗ đầu cũng không phải là quá gần, có mỗi một cây gỗ sát sạt là chính thôi, còn đâu là cực kỳ xa. Đây là màn hình máy của Tôm sâu kêu cầm Egypt. Egypt đầu cánh của Tôm, và như vậy thì dường như anh sẽ là người đánh cung thôi, không còn nước nào khác. Bắt buộc phải đánh cung, Dũng Con sẽ là người dâng nờ ra chém để cho cái thủ Tôm rồi. Anh có thể đánh cung khỏe, nhưng tôi nghĩ với cái bài Greg như này, với một cái bầy hiêu lom dom lùa về và bãi vàng dường như vẫn còn chưa thấy đâu. À kia rồi, bãi vàng khá gần với bãi với cánh rừng già. Thì Dũng Con trận này nói chung anh cũng không thể chém khỏe được. Sẽ là một chiếc bét nhân đôi, vừa ăn ở cánh rừng thông và vừa ăn vàng. Chiếc bét nhân đôi đóng bê bo bế luôn bãi vàng từ đời một. Bãi hiêu thứ hai khá xa so với nhà chính nhà cái thủ Dũng Con. Vâng, chúng ta cùng quay lại màn hình máy game thủ Dũng Con thôi. Một bài cầm Greg. Bầy hiêu đầu đã được lùa về với nhà chính nhà của mình. Bắt đầu cắt dân lên ăn bãi quả. Và tối nay thì game thủ Hồng Anh, một game thủ trẻ cực kỳ tài năng của Game TV, một game thủ đến từ Phú Thọ, anh sẽ có một cuộc một cuộc chinh chiến với đất Trung Quốc, xứ sở Trung Hoa. Tối nay sẽ phải thi đấu với một Hồng Anh và người đại diện cho đất nước Trung Quốc, đó là game thủ Sen Long, một game thủ đã cho BB sấp mặt với tỷ số 4-0 trắng, không có cửa bật. Và ngày hôm nay thì Hồng Anh liệu rằng anh có thể gỡ gạc lại một chút gì đấy rồi là màu cờ sắc áo cho Việt Nam hay không. Tôi nghĩ rằng tối nay sẽ có hai kèo, một là AC sở trường của Hồng Anh và Sen Long, hai là solo Sen sở trường của Sen Long. Còn solo random thì có lẽ là không đủ thời gian. Tôi nghĩ rằng hai game thủ sẽ cống hiến những bài đánh cung R cực kỳ chất. Sen Long với một thao tác tay rất cùi, nhưng anh vẫn là một người điều cung R cực kỳ hay. Đây là màn hình máy của game thủ Top Rui đầu cánh, đã bắt đầu cơ cấu hốc nhà mình đi rồi. Kích đời. Vâng, sao không phải một bài BA đóng ở dưới cạnh BM mà BA lại dâng cao như này. BA dâng cao như này mà gặp pơ của game thủ Meo Meo thì lại rất khó thủ. Một chiếc bè nữa. Không, không ra được. Tôi nghĩ vâng, vẫn xây được bình thường thôi.
con cung tê giật vào trong để có thể thủ được con ngựa giò đầu tiên đến được cái thủ mèo mèo. Và đây sẽ là những cái ruộng. BA cần phải được đóng ngoài ruộng này thì hay hơn. BA dâng cái này, BA đóng cái này thì hơi cao và cái việc thủ nhà sẽ là rất khó khăn dành cho game thủ Tom Cruise. Màn hình máy của game thủ Tiểu Bạch Long đóng một cái BL để bo bế đường chạy giò cũng như là chạy chém của game thủ Meo Meo. Chúng ta có thể thấy cái độ tinh quái đến từ game thủ Dũng Con. Vâng, nếu mà ngựa giò cũng như là ngựa chém mà chạy qua cái khe rừng này thì sẽ phải vòng một quãng đường khá xa mới có thể vào đến nhà của Tôm. Một pha vừa dâng lờ vừa bo bế cực kỳ tốt đến từ game thủ Dũng Con. Vâng, chúng ta có thể hiểu được tại sao Dũng Con anh vẫn là một người được mệnh danh với cái đầu quái, với một cái đầu nhiều DHA. Đây là màn hình máy của game thủ Gunny 28/26. Như vậy là đầu cánh của Việt mới là nhà của Persian. Fit. Vẫn hở. 21/68. Việt BM đang quá khổ sở với một con. Vâng, con lạc đà kia chưa chết thì con lạc đà thứ hai nó đã đến. Vâng, chạy đi đâu bây giờ? BA luôn. Đừng đóng BE, BA luôn. Vâng, đầu cánh Persian lên đời quá sớm. Và đây là một trận thi đấu không cửa bật. Và game thủ Việt BM có lẽ anh lại chuẩn bị hát bài không thở được của Phạm của nhà anh rồi. Khi mà anh đang gặp một mèo mèo quá phũ phàng. Màn hình máy của game thủ Gunny chưa chém được gì, mới chỉ được vài thằng dân thôi. Game thủ mèo mèo còn đang có ruộng mới đều. Để Persian có ruộng thì đây là một điều rất khó khăn dành cho game thủ Gunny. Anh vẫn chưa lên được bánh xe soi tham mà có lẽ resign ngay trong những turn đầu tiên. He cầm AC, bây giờ tham lai đang khá to và chưa ai động vào. Dũng Con đang phải chém lệch hẳn sang cánh bên kia. Khi mà đầu cánh nhà game thủ Yugi cầm AC đang quá khung rồi. Màu 4 là người cầm Summerian. Đây là màn hình máy của Tom 39/36. Cung giờ Exit thi đấu với cung giờ của Asian và Tom đang có một pha về E khá tốt. Đây là màn hình máy game thủ Tiểu Bạch Long. Anh vẫn đang đi vào nhà của game thủ BB. BB là người đánh chém đi vào. Đây là màn hình máy game thủ Gunny. Gunny vẫn đang điều chém đủ các kiểu để có thể ăn được nông dân của game thủ Meo Meo. Meo Meo anh vẫn đang thủ nhà cách rất dẻo. Và bây giờ cung RAC đã bắt đầu đẩy ra rồi. Rất khó để cho Gunny có thể công được vào nhà của game thủ Meo Meo. Không có cửa để đâm y. Và chém không được thì thật sự là không thể. Và cái chém cháy này thực sự là không bao giờ có thể vào được. Việc cung RAC trong cái đấy thì anh đã fit rồi. 18/96. Khi mà timeline của game thủ He He bây giờ có lẽ tầm 5 xịt 5x. He He bây giờ tầm 5x thì game thủ Việt BM mới chỉ có 18 thôi. Cuộc đua tay to không cần sức. Và đây là màn hình máy của game thủ Tom rồi. Bắt đầu những con chén mỏ 4 tạt vào. Và Tom cũng không có một cái tham to khi bây giờ tham của anh chỉ là 33 33/52. Vâng, đường bên trên vẫn hở, bây giờ Yugi đang đẩy quân lên. Và như vậy thì cửa thua là quá sáng thì các cái thủ phía team Thái Bình rồi. Không còn cửa đánh. Màn hình máy Tiểu Bạch Long. Bây giờ anh vẫn chưa thể làm gì vào nhà Yugi, và nhà Yugi còn nguyên. Vâng, lọt vào được tên này không? Vẫn chưa lọt vào được, thì Yugi đang có những pha này là quá hay. Và cực kỳ chất, lọt kia, đen cái BE quá tinh tế nhưng bây giờ chưa thể đen được ra. Vào rồi, vào nhưng vẫn chưa thể vào. UV anh đang bo bế và E quá tốt, cực kỳ hay. Những con chém đến từ đối thủ không còn vẫn đang thể hiện được sự khó chịu. Nhưng bây giờ thì UV đã quá khỏe rồi. Kể cả UV chết đi nữa thì các thủ phía team HS vẫn có cửa thắng. Khi mà He He đang có một cái tham lai cực kỳ to. Và có lẽ chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ 3 ở trong buổi giao hữu ngày hôm nay.
tỷ số ở trong trận đấu thứ hai đó là 3-1 dành cho các cầu thủ bên phía team Fat Red rồi. Quân bài là quá lệch.